Cuối tháng trước, trong trận bão số 9, 16 tàu đánh cá của Việt Nam với hơn 200 ngư dân phải vào đảo Trụ Cầu thuộc quần đảo Hoàng Sa để tránh bão. Sau đó thì họ bị tàu của Trung Quốc cướp thiết bị và đánh đập. Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hôm thứ Sáu tuần qua, Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản chính thức gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về sự kiện đó. Quỳnh Như phỏng vấn ông Trần Cao Mưu, Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam về vấn đề vừa nói. Thưa ông Tổng thư ký, hồi cuối tuần trước, Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản chính thức gửi cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam để phản đối các hành động của phía Trung Quốc đối với các ngư dân Việt Nam khi các ngư dân đưa tàu vào đảo Trụ Cầu ở Hoàng Sa để tránh bão. Thưa xin ông Tổng thư ký cho biết qua về nội dung của văn bản ấy ạ. Nội dung của văn bản là chúng tôi có nhắc lại cái sự việc nó xảy ra ở cái khu vực đảo Trụ Cầu thuộc quần đảo Hoàng Sa đấy. Thì một số ngư dân Việt Nam có vào tránh trú bão ở trong đấy. Nhưng mà khi bắt đầu vào cảng thì Trung Quốc họ cản trở không cho vô. Nhưng mà sau đấy thì bão lên cấp 11, 12 á. Thì thấy tình trạng khả năng nguy hiểm đến tính mạng và tài sản cho nên là ngư dân cứ thế mà lao vô. Thì lúc ấy là bên phía Trung Quốc họ vẫn cho vào trú bão bình thường. Nhưng mà sau 3 ngày trú bão trời yên biển lặng thì ngư dân đi ra thì bị một cái tàu mang số hiệu là 1312 chặn lại. Lúc này thì có cái 3 chiếc cano á của ngư dân. Trong đó có một chiếc cano có lính cầm súng hỗ trợ cho những người mặc quần đùi áo phao rồi tay cầm dao búa xả beng gì đấy lên tàu và tập trung thủy thủ ra bao người chụp hình rồi bắt đầu lục soát và lấy một số cái thiết bị thông tin liên lạc như máy bộ đàm, máy định vị rồi một số cái thiết bị khai thác và tư trang cá nhân như điện thoại di động, đồng hồ, dây chuyền vân vân. Đấy, như vậy là trong cái tổng số 16 tàu này là của ngư dân Quảng Ngãi trú tại Trụ Cầu, cảng đảo Trụ Cầu bị lục soát. Như vậy là gồm có 3 chiếc tàu ở Bình Châu, huyện Bình Sơn và 13 tàu của đảo Lý Sơn, của huyện đảo Lý Sơn, tức là tổng cộng là 16 tàu. Đấy thì chúng tôi có nói lại cái tình trạng của ngư dân trình bày và khai báo như vậy. Trong quá trình diễn ra ở những ngày 28 tháng 9 ấy, thế mãi đến ngày 16 tháng 10 thì huyện đảo Lý Sơn mới có cái báo, tức là Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi mới có cái báo cáo chính thức. Chúng tôi mới làm được văn bản gửi Sứ quán Trung Quốc đề nghị chỉ đạo để không xảy ra một cái số hiện tượng người Trung Quốc ngăn cản cái việc tránh trú bão của ngư dân. Và đặc biệt hơn là không nên có cái việc là lục soát rồi lấy đồ đạc của ngư dân, thậm chí kể cả có đánh đập ngư dân. Thế chúng tôi chỉ có yêu cầu như thế và đề nghị bằng con đường ngoại giao thì cũng đề nghị chính phủ là can thiệp về hai nước có quan hệ. Khi mà có bão gió đến thì nên tạo điều kiện cho ngư dân vào tránh trú bão và cái an toàn. Đấy, tinh thần công văn là như thế thôi. Dạ thưa ông, và hội đã nhận được phản hồi từ phía Trung Quốc hay chưa ạ? Đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được ạ. Dạ thưa, theo như ông nói thì hội cũng đề nghị chính phủ Việt Nam làm việc với chính phủ Trung Quốc về vấn đề ngư dân Việt Nam. Xin ông cho biết vai trò của chính phủ Việt Nam trong vấn đề ngư dân Việt Nam. Tức là các ban ngành chức năng của Việt Nam là nên bằng con đường ngoại giao để giữa hai nước có một cái mối quan hệ tốt hơn. Và đặc biệt là đối với ngư dân khai thác cá trên biển, có vấn đề gì về thiên tai thì nên tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho ngư dân cả không chỉ Việt Nam mà cả ngư dân các nước đang khai thác trong khu vực biển Đông. Theo ông đánh giá thì liệu phía Trung Quốc, cho dù họ có hứa hẹn đi chăng nữa, thì vấn đề yêu cầu họ áp dụng thông lệ quốc tế đối với ngư dân Việt Nam, họ có cam kết tôn trọng những cái thông lệ này không thưa ông? Cái này thì chúng tôi không nắm được, tôi tin rằng là sẽ tôn trọng nhau thôi, vì tình hữu nghị giữa hai nước thì tôi nghĩ rằng là hai phía sẽ tôn trọng nhau, chứ không có vấn đề gì cả. Và thưa ông, trước đây cũng có những vụ là tàu đánh cá của ngư dân bị những tàu lạ hoặc là tàu của Trung Quốc tấn công. Như vậy thì theo ông, chính phủ Việt Nam đã có những hành động gì để bảo vệ cho các ngư dân của mình ạ? Cái này thì tôi thấy chúng ta theo dõi là có những cái ý kiến phản đối trên các đài báo khác nhau của Việt Nam, đặc biệt là số báo cũng đã nói đến chuyện này rồi ạ.
Và cụ thể trong cái đợt này thì những cái người ngư dân mà như ông vừa nói đó, họ có được cái sự giúp đỡ nào hay không ạ? Đương nhiên là phía Việt Nam thì đang cố gắng tạo mọi điều kiện để có những sự hỗ trợ nhất định. Đặc biệt là sau cái cơn bão này thì kể cả ngư dân miền Trung cũng chúng tôi cũng đang có cái hướng đề nghị các bộ ngành và chính phủ Việt Nam là nên có sự hỗ trợ. Và trước cái khi mà đợt trước á thì chúng tôi có đề nghị Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam á hỗ trợ cho những người bị giam đợt trước á, từ hồi tháng 6 sau khi cái đợt mà Trung Quốc cấm biển á. Thế còn đợt này thì chúng tôi cũng đang còn tập hợp tình hình để xem thế nào, rồi là căn cứ vào cái thiệt hại cũng như là cái báo cáo của địa phương là chúng tôi mới có khả năng đề nghị cái Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam hỗ trợ như thế nào, thì chúng tôi đang nghiên cứu và cũng sẽ có ý kiến sau. Quỳnh Như xin chân thành cảm ơn ông Tổng Thư ký đã dành cho chúng tôi buổi trao đổi hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn chị.